Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp con rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường thiêng liêng được mọi người tôn kính. Những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, vì thế mà thông minh sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình. Họ là người có uy quyền và có địa vị trong xã hội. Trong tháng 8 thì đường tài lộc của tuổi Giáp Thìn vượng phát mạnh mẽ, tiền bạc rủng rỉnh. Và bên cạnh đó thì con giáp này cũng không cần có quá nhiều chuyện cần phải suy tư. Về sự nghiệp thì hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ có các tình nâng đỡ, và những quyết định của tuổi Giáp Thìn trong thời gian này thì đều đang đi rất đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Và cụ thể thì vận trình của những người tuổi Giáp Thìn như thế nào trong tháng 8 âm lịch, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, con rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường thiêng liêng và được mọi người tôn kính. Người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền và có địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh và hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, biết phân biệt phải trái đúng sai. Giáp Thìn ngay thẳng, đôi khi hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê, đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn, chính là đặc tính của họ. Tuy nhiên, họ lại đôi khi sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc và dễ làm mất lòng người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, làm việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu cảm thấy điều đó đúng đắn. Vận trình của những người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 phủ một màu ảm đạm trong tháng này, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc dễ bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn, vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời xúi bẩy của người ngoài. Muốn gặt hái được thành công, bạn cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ tái phát nặng hơn. Nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Vì thế, ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp kỷ âm thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 8 âm lịch của gia chủ không được sáng rõ. Con giáp này dù cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng đầu linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mặc dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn. Đường công danh sự nghiệp mịt mù, những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình huống trước mắt. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, được cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 8 âm lịch, việc kiếm tiền của người tuổi Giáp Thìn không được thuận lợi. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này ngày càng căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc không ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp.
Thời điểm này với một số người giáp thìn cũng là cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3. Về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Các quý vị gia chủ Giáp Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng này, chuyện tình cảm không có nhiều biến động, nhưng nữ mệnh sẽ vượng đào hoa hơn nam mệnh. Nữ mệnh có thể quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong nhà một cách hợp lý, đâu ra đấy. Vì thế luôn nhận được sự tin yêu từ phía gia đình người thân. Tình cảm vợ chồng hòa hợp, cha mẹ con cái gắn kết tạo ra động lực tinh thần rất lớn để con giáp này thêm yêu đời và thoải mái tâm lý. Tuy nhiên vào thời điểm tháng cao điểm công việc, guồng quay bận rộn có thể khiến cho con giáp này có phần thờ ơ và thiếu quan tâm đến nửa kia, khiến tình cảm nguội lạnh. Do đó bạn nên tìm cách cân bằng thời gian dành cho gia đình và công việc để củng cố mối quan hệ cũng như duy trì hạnh phúc. Nếu là người độc thân, chỉ có cách chủ động mở rộng mối quan hệ, chịu khó giao tiếp và gặp gỡ những người xung quanh thì mới có cơ hội tìm được người như ý. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tí và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức ngày 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Tuất, có nạp âm đại hải thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức ngày 18 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Tuất, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức ngày 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 8 năm 2022, tức ngày 17 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh thì mỗi người mỗi khác,
và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Giáp Thìn 1964 trong tháng 8 âm lịch này sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn, thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.